Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau tiếp tục với Stick và Legacy của bạn nhé. Đấy, thì đây, lần này là chúng ta sẽ chơi như lần trước đấy, chính là Gold Minion. Đâu rồi, chơi bản 400 em nhé. Đâu bản 400 này. Ok chưa? Gold Minion VS là gọi là Gold Unity đi. Đấy, Unity Gold VS Mission 400. Phải nói Mission 400 một trong cái mission mà nó là cái mission khỏe nhất từ trước đến giờ luôn anh em ơi. Ok chưa, đầu tiên sẽ có một này, một thôi nhá, gỗ thì chỉ có một thôi. Máu thì chắc là cho một 10, đúng theo đúng ý thuyết thì là 12.000 đấy. Ok chưa, đam luôn, đam là cho 100k cho nó tròn, chứ thực ra kiểu gì cũng one shot thôi. Và cho ok được rồi đấy, xem nào. Chơi nhau nhá. Được rồi anh em ơi, đây là với thôi, chịu anh em ơi. Đây rồi, xem nào, chúng ta sẽ có đây, đó chính là một Gold Minion. Được rồi, sẽ có thể liệu có thể đối đầu với cả Mission 400. Mission 400, what the hell. Ok chưa, để xem nữa đây. Bọn kia chỉ là bọn thế mạng thôi. Gold Minion với là chuẩn, à với là nhân vật chính. Để xem Gold Minion ăn không. Một chọc, hai chọc, và số lượng quân nó quá đông em ơi. Vẫn không thành vấn đề. Ôi ôi, kiên làm gì vậy, để Gold Minion chúng ta đâu rồi? Gold Minion chúng ta đi bụi rồi. 12k máu mà. Bịp thật. Xem nào. Thôi đây mình cho 20k máu cho nó nhiều em nhé, chứ còn 12k máu còn hơi ít. Đây lại. Đó. So what, bê team mình em sẽ có chuẩn không nhá. Đúng 20k máu rồi, đúng 20k máu bọn nhỉ. Xem nào. Sao đấy mẹ ngoéo sớm thế. Độc lạ bình minh à? Đâu để mình bật sâu máu lên xem bọn nhá. Đây. Để mình sâu máu lên xem. Đây. Đây vẫn còn 19.999 máu mà sao đấy. Lao bọn kia nó chém kiểu gì. Ui rồi ôi, nó bắn như thế kia. Nó đánh như thế kia bảo sao. Ui rồi. Đây, như vậy là God Minion chúng ta là không ăn được, em méo ăn được rồi. Đẹp khỏe quá. Ok chưa. Một chiên. Láo à. Ok chưa. Rồi xong, vẫn còn 12 ca máu, vẫn đánh được tiếp con ơi. Ok chưa, vẫn còn 12 ca máu là vẫn đánh được tiếp. Ui, còn 10k thôi. 10k, còn 6k thôi. What the hell? Get up. Đâu rồi, xem nào. Hừa. Ui rồi, thua anh nhỉ. Như vậy là nó lại bị mắc một cái lỗi rồi. Rồi như vậy là mình đã tìm ra được lỗi của cái game về lại mod này tiếp rồi anh em ơi. Đó chính là lỗi ở đây. Nó là cái gì ta? Tự dưng mình lại quên mất rồi. Nói chung là cái lỗi ở đây nó là cái lỗi khi mà mình bật máu thoát ra nó sẽ bị ấy anh em ơi, không sao. Nó không thành vấn đề đâu. Cho install update lên là được. Đấy. Ok chưa? Rồi lại này. 20k máu. Đấy, 100k đam. Rồi. À đâu 100k đam. Ok. Rồi, Minion đã thất bại nha. Tiếp theo sẽ là Sword, để xem Sword con được không. Ok chưa? Như vậy Minion đã thất bại rồi. Để xem Sword quan được không bạn ơi. Mình cho nhầm rồi. Đây, game bản cơ. Đấy, ok chưa. Cái bọn này, đây, để mình đích tay mình ra thân. Đích thân mình ra tay chém cho bọn này. Asagi. Đòi solo này. Đấy, đây chỉ là Ghost Sword. 1 bằng 2 tăng. Để xem quan được không em nhá. Ghost Sword. Ủa ôi, không ăn thua rồi. Nói chung là quả Ghost Sword này là không ăn thua. Ủa, nó ngõm luôn rồi. Bọn này quá khỏe. Áo ma thật. Ok chưa. Tiếp theo này sẽ là chưa thôi, mấy con này nó cơ bản nó trò sạch thắng là mấy con khỏe khỏe đi chị nhỉ. Để nhầm chơi Smithing Gold. Đấy, ok chưa. Để xem liệu với sức mạnh của Ghost Smithing Gold thì có ăn được không em nhá.
À chắc lẽ mình sẽ bút tốc độ chạy của team mình lên đi, chứ còn chạy chạy chậm quá. Chạy về chậm quá con ơi. Chắc là để cho trận chiến này sẽ dễ dàng hơn thì mình sẽ tăng tốc đánh lên đi. Tăng lên 2 đi. Đấy, ok chưa? Được rồi, được rồi. Gôn mà phải chạy nhanh nhanh một chút thôi đúng không? Đấy. Đây, 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 đây. Đây. Ô. Ơ. Đây. Ok chưa? Xem Ghost Spear Thần Gôn chạy tốc độ bàn thờ. Quan không một xiên trước nãy giờ, bây giờ chỉ thấy bọn này đóng đánh được mấy cái con yếu 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 này chứ còn chưa sờ vào được con zombie lần nào. Ui ui ui, sự biến thần côn chúng ta. Oh no, oh no. Ơ à, nó có mấy con có skin lava con ơi. Ui, nó có mấy con có skin lava vai trưởng mà anh em biết đấy, skin lava nó chính xác nó là khắc tinh của ấy rồi. Ở đây tiếp theo này sẽ là mình chỉ là 100.000 máu anh em nhé, bởi vì bảo sao là ngõm nhanh thế, coi là nó là có skill lava anh em ơi, bảo sao nó ngõm nhanh thế ạ. Tiếp theo này sẽ là cho mấy con khỏe khỏe đánh đi. Cho để sách luôn gíp giòn ra đánh đi. Ok, gíp giòn. Ok chưa, gíp giòn là một đối tượng nói chung là khá là triển vọng để có thể thắng được bàn này anh em ơi. Nói chung mấy con khổng lồ nó rất là triển vọng luôn chứ. Một đập, hai đập, vấn đề lớn nhất đó chính là cái bọn skin dung nham. Phải vượt qua được cái bọn skin dung nham này. Nó phản, ui nó phản kìa. Ui nó phản đam kìa. Thôi ngó mỡ. Nhưng mà lạ lắm anh em nhá, đây xem nào. Đây nhá, 100k máu. Ok chưa. Chị ơi, Gip John team mình này, sâu HP này, 100k máu nhá. Nhưng mà khi mình cho team bạn ra đánh nhá, nãy chỉ cần đập mấy phát là mình ngõm luôn. Kéo giờ kia để bắt mình sâu HP này, dở anh em ơi. Đúng 100k máu, đúng 100k máu luôn. Không sai đấy nhá, ok chưa. Xem qua được không em nhá, đúng rồi, đúng giờ mới chuẩn 100k máu của nó này. Đấy, ok chưa. Lần trước mình đánh phản đam ngõm luôn à. Ui, nó đập kiểu mất, đập với con đây là mất bao nhiêu máu. Ui rồi, như vậy là Kim Giòn đã thành công rồi. Ui khoan khoan đã anh em ơi, ngoài việc là con Kim Giòn này, con Kim Giòn này là nó đập được 100k máu ra thì hình như nhá, hình như đây để mình cho con này lên đập nốt đi, hình như là con đây để mình triệu lại xem nào. Đây, hình như là con gian bot bên này là gian bot cái sự kiện này lên đến 30k máu sau này. Xong đây 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 cho con này đây. Con từ 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 cho con này lưu này đi. Đâu xem nào. Ui đúng thật anh em ơi. Con gian bot trong lần này lên tới 38.000 máu anh em ơi. Ui what the hell. Khỏe gớm. Khỏe. Khỏe gớm con ơi. Wow, sự thật lỗ lão. Con gian bot trong bàn này lên đến 38.000 máu. Quá khỏe, phải nói là quá khỏe. Ok chưa. Như vậy là keep zone ăn được rồi này. Tiếp theo là cho mấy con zombie ra đánh đi. Ok, gian stone đi. Đấy, gian stone. Đây, cho đấy, con này sẽ là... Ui, sợ con này còn chưa kịp lên đánh ấy. Ok, thì để cho chúng ta không bị ấy, chúng ta sẽ số HP lên, không bị game nó bịp anh em ơi. Số HP để game nó nhận diện là đây là 100.000 máu. Đấy, để xem liệu ăn được không em nhá. Để xem liệu ăn được không đây. Ok chưa, ok chưa. Hứa. Hứa. Xem nào, xem nào. Mày đòi solo kill hả? Mày đòi solo kill hả? Làm gì có cửa ngay, làm gì có cửa ngay. Còn 83k máu nữa anh em ơi. Bây giờ một phát đập, anh em nhìn này. Một phát đập 10k máu, nhưng đây là 10k máu. Mà cái con gian bot này nó mất một tí. Nó mới mất một tí hả? Ôi vậy, vậy khoảng từ từ, ăn bao nhiêu đập thì nhéo đấy. Con gian bot ăn đập 10k máu, một con tí máu vậy rơi khoảng 50k máu à. Khỏe rồi, khỏe đấy. Ôi nó đập, nó bắn, nó đánh cho mình còn đúng mười mấy ca để xem nào đập. Ờ, vậy phải 50k mới đi em ạ. Đúng rồi. Chọn rồi, chọn rồi. Như vậy hai đập nhá, ba đập, bốn đập, 40k máu. Ok, như vậy Giant Stone đã thành công, hoàn thành nhiệm vụ. Về cuối cùng là
cuối cùng là chúng ta đã rồi anh em ơi. Đấy sao sao đấy anh thì rồi và cuối cùng là chúng ta đã chiến thắng được 45.000 máu. Ok đây để mình cho con mình về rồi mình sẽ tua nhanh game lên để cho con boss ra kia anh em nhé. Đây nói chung là cái bọn này nó nhanh mà. Đây ấy này, đủ con lên, đủ skin lên. Đấy. Uầy, ra cả mấy con này luôn à. Được rồi. Ô thì nó ra thận rô này. Ok. Về cơ bản thì vẫn không có đủ tuổi để bán được. Mình đã nhầm con đây. Mình đã nhầm, từ từ. Con này khỏe hơn mình nghĩ con ạ. Rồi, quay lại đây con ơi. Như vậy là chúng ta có hai ứng cử viên, đó chính là cái gì ta? Chính là Hip John với cả Gian Stone đã thắng được rồi. Ok chưa? Nói chung là thắng thì cái này là điều tất yếu rồi vì hai cái đấy nó khỏe mà. Khỏe ở việc đánh lan thôi. Ok chưa? Chứ mà nếu không được boost gold mode thì chắc cũng chả ăn được. Ok chưa? 100k máu, 20k đam. Đấy, 20k đam nha. À 10k đam nha chuẩn. Ok chưa? À nào muốn thử thách có thể chơi bàn 5-4 người một cách bình thường ở chỗ install. Con gian boss sẽ lên đến 40.000 máu, tha hồ cho bạn đánh. Ok chưa? Đây, tiếp theo này. Chết triệu hồi đến con cho gian boss là đánh gian boss vs gian boss đi. Ok chưa? Phải luôn rồi. Ok chưa? Mình sẽ chỉnh riêng cho bọn này là tốt của 20 em nhá. Đây. Bởi vì là mình lỡ ấy rồi nên là mình sẽ cho con mình sẽ điều khiển con này đánh tạm đánh hộ một chút đoạn đầu để chiếm lấy lợi thế lại đầu, bởi vì là mình nãy mình để cho nó hơi đi hơi chậm anh em ơi. Ok chưa? Nhưng không sao. Một đập ô khoan. Để mình xem được nhá, để xem được không. Ok, chuẩn đấy, chuẩn 100k máu rồi đấy. Một dẫm. Ok chưa? Một dẫm là đi. What the hell? Một đập này. Ok chưa. Gian bót 40k máu. Ủa, em biết đập 10k máu mà. Đập 10k máu với 4 lần. Áo Malazada cũng chơi già. Ok. Đây, chúng ta đang tốc độ game lên xem nào. Như vậy là gian bót chúng ta vẫn sống tốt đấy em ơi. Vẫn sống tốt. Nhưng mà chưa chắc nha. Vẫn chưa đập đến được cái bọn cung đi anh em ơi. Vẫn chưa đập đến bởi vì là không có nhiều tốc độ anh em ơi. Nhưng mà không sao, việc hạ được con cung này chắc là sớm muộn thôi. Đúng rồi, sớm muộn rồi. Được con cung này đúng là sớm muộn rồi. Ok, còn đúng một con. Nào, come on, đi nhanh lên một chút nào. Come on. Đây rồi. Như vậy là gian mod đã thành công hạ cùng đường anh em nhé. Tiếp theo này sẽ là cho con Kai Rider bình thường là một con rất khỏe. Nhưng mà để xem liệu khi lên được trạng thái đang báo lên trạng thái thần thì làm cái gì. Bực thật chứ. 300 đây. Đấy. Đang báo lên được trạng thái thần thì sẽ làm cái gì. Mình nữa nhà mình cho cái chu anh em ơi. Đây. Không phải cho cái chu, hỏi cho cái chu mà cho Kai Rider. Đâu rồi? Kai Rider đây. Ok rồi. Lên. Ok chưa. Kai Rider VS con này nhưng mà tốc độ chả các chó là nhau này. Ok chưa. Rồi, triệu hồi zombie đây rồi. Kai Rider sức mạnh gold mode của mình chưa ăn không. Ôi. Bực quá anh em ơi, quá bực. Game quá lỗi. Đúng rồi, 500. Quá bực anh em ơi. Game quá lỗi. Đúng rồi, đây chúng ta sẽ show HP team mình lên để cho nó được xác nhận là 100.000 máu anh em nhá. Game quá lỗi. Sao đây nào, đây rồi. Kaider chúng ta đã lên đánh rồi anh em ơi. Cuối cùng thì cũng combat rồi. Ủa nhiều combat gần nhà quá. Combat gần nhà quá, này không ổn rồi. Tăng tốc độ game lên anh em nhá. Ui ôi.
bằng một cách thần kỳ nó 100.000 máu một cái đây đưa đi nhanh vách trưởng em ơi. Áo ma Australia thật chứ. Ok. Như vậy là Calder thất bại quá nhá. Áo thật. Tiếp theo này, một trong những con khỏe, phải nói đây là con khỏe nhất trong những cái bọn. Nhanh quá anh em ơi. Nó giờ flash, Ok chưa. Ui, em nhìn máu của nó kìa. Sao từ 100.000 máu nó tụt. Từ 100k máu nhá anh em nhá, từ 100k máu nó đập với con kia thôi mà máu nó tụt còn 12.000k máu thôi à. Ôi giời ơi. Máu nó tụt còn đúng. À, mình hiểu rồi, như vậy là Senfon đã thất bại cũng như mình hiểu rồi. Là tức là cái đam của con Senfon là nó nhân 5 lần lên, nhân 5 lần lên so với một con Senfon bình thường. Thế khi mình boost cho nó 10.000 à đâu? Nhân 10 lần chứ. 10.000 thì nó nhân lên 10 thành 100.000 là chém tự hẻo luôn anh em. Mà ảo thật. Rồi tiếp theo này. Mình sẽ cho mấy con 410. Ok. Mình sẽ cho 410 vào anh. À một con cung em ơi. Để xem một con cung với 100.000 máu để có thể làm gì em nhá. What the hell? What the hell? Căng. Ý. Một con cung 100.000 máu chả làm được gì cả quán ơi. Ôi, một con 100.000 máu chả làm được gì cả. Oh no. Quán ơi. Ôi ôi. Nhờ công con magic mà con này quay trở lại 280 máu quán ơi. Nhờ công con magic mà nó quay trở lại 280 máu. Ui ơi. Chịu. Ok, không sao đây. Bởi vì nếu như mà ấy thì nó sẽ hơi buồn. Đây. Nếu mà chơi con mốt không thì hơi chán. Như vậy là mình cho kết thúc con mốt luôn anh em nhé. Tiếp theo này. Ok chưa. Nào 100, 200, 300, 50 này, 150 này. Đấy, 250 này. Ok chưa. Hơi lag rồi. Nào, để xem liệu. Wow, Bacana. What the hell boy. Mình có thể chơi ra một bọn Titan này anh em ơi. Ok chưa, để xem liệu có thể chiến thắng được bạn 400 không em nhá. Wow, phải nói là quá hứng hơn. Nhưng mà để xem liệu có thể chiến thắng bạn 400 không. Trong mặc dù bên này có mấy con Savizer kia nhìn thì có vẻ mạnh, nhưng mà bạn 400 có một con gián bot có máu lên đến 40k máu khỏe vách trưởng. Ôi đập mấy phát hoảng cố kìa rồi. Một sáu lên thì muốn cho đập 750k. Đập 300k anh em ơi. Đập khổng lồ 750k rồi. Ok chưa. Ôi đừng nói là thua nhá. Hùng hậu ấy như thế em còn thua. Ôi méo ăn được em ơi. Ok. Mình sẽ bút thêm xem nào. Bút thêm. 250 này. 350 này. 350. Rồi đấy, vậy là full rồi đấy. Đấy, ok chưa. Đấy, quân mẹ đông như quân Nguyên Mông như này mà còn méo ăn được bàn 400 nữa. Nhìn thấy bọn bàn 400 quá khỏe quân ơi. Mấy con khổng lồ thì nó tuy là ấy nhưng mà nó quá là chất lượng ấy. Đâu xin này. Ui, lag em ơi. Cho game tua nhanh em một chút mà lag quá. Ôi, bay hết bọn khổng lồ rồi. Thôi đi, bọn hết đi hết bọn khổng lồ rồi. Come on, vẫn méo ăn được anh em ơi. Áo Malazada, Australia, California rồi. Ok. Ở đây mình kêu hết thì nó đi. Tem mình kêu hết đi. À thôi mình để tem mình lại anh em nhé. Đấy, mình sẽ tua nhanh game lên để tìm xem liệu có đúng là có con bot thật không em. À, lạc. Đây là bàn 400 anh em nhé. Hiện tại đây là đang là 400 rồi đấy. Ok. Auto kill player này. Đấy, hiện tại là chúng ta đang ở bàn 400 rồi em nhá. Ok, từ mình chưa vào cho team mình nó chưa one hit với good mode. Đấy. Thế để cho nó vuông. Đấy, thế nó vuông nha. Rồi. Giờ chúng ta sẽ xem thử là
liệu 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 chúng nó có yêu nhá, liệu chúng nó có ra được con con đây không? Tắt tắt đi bật tắt quan hệ đi bật cốt mô thôi anh em. Đâu rồi, xem nào để xem liệu nó có ra con sát bót không em nhá, xem nào, hay là cái kia nó chỉ fake thôi anh em. Ủa ơi, làm zombie quá, có vẻ là siêu, có vẻ là siêu. Ủa, Kaider ra rồi, Kaider ra rồi. Cho quân mình công lên đi, cho quân mình công lên đi nha. Ok chưa, Kaider ra rồi. À đây, bọn này ra rồi anh em ơi. Ở đây rồi, Zanbot ra rồi anh em ơi. Ok. Như vậy là Zanbot ra thật anh em nhá. Ok, là siêu nha, và mình sẽ xem máu. Nãy không nhìn rõ lắm. Đúng thật anh em ơi, chính xác thì nó là 40k màu. Bạn nào thích chai ha thì vào đây đánh anh em nhá. Ok, cũng ơi, nhưng thôi chắc đến việc kết thúc bạn hãy chừng like sẽ kỹ nhá. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.